Này, ở đây có rất nhiều con dã tràng này. Đó, nhưng có một con thì nó bị đi lạc tổ. Có một con bị lạc tổ này, cho nên là chui vào cái lỗ này nó không lọt, tại vì con này cái trước nó to hơn. Xong thì là đi tìm nhầm đường về nhà, cho nên là chui không lọt cái tổ của mình. Này. Đấy, nó chui vào cái lỗ này. Đấy, nó chui vào cái lỗ này nhưng mà lỗ này không không chui được. Nghĩa là ông này ông đi lạc đường rồi, đi lạc mất tổ cho nên là chui về không được. Ở đó có rất nhiều con dã tràng nữa. Có một cái chuyện cổ tích Việt Nam là dã tràng xe cát ấy, mà có chiếu lên phim rồi đó. Thì đây, mình lúc ngày xưa không hiểu nó là gì, nhưng mà bây giờ mới biết đấy, con dã tràng là con này, tại vì cũng không để ý lắm. Đó. Đây, thả ra xem thử nó tìm ở đâu nha. Lỗ này có lọt không? Nó quên lên đường về rồi. Quên mất đường về rồi, để bỏ xuống đây nó còn không thèm đi nữa. Đấy nha, quay cận cảnh con dạ tràng cho anh em xem nha. Đây, nó thì nó nhỏ thôi, nó hình của nó thì giống con cua thôi, nhưng mà kích thước của nó thì nó nhỏ hơn. Đó. Vỏ nó mềm hơn con cua nhiều. Đó. Tròn tròn này. Đó. Đó. Kích thước của nó như vậy. Thì anh em chưa biết con dã tràng là con gì thì có thể nhìn ở đây nhé. Rồi, bye bye, xin chào anh em nha.